Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, bốc mộ là việc vô cùng quan trọng, cho nên trước khi thực hiện nghi thức, các gia đình thường xem ngày lành tháng tốt thông qua buổi bốc mộ. Nếu thực hiện tốt, người quá cố sẽ phù hộ, độ trì, bình an, phúc lộc cho gia đình dòng họ. Ngược lại, nếu mộ phần không được xem xét cẩn thận, trong trường hợp xấu xảy ra vấn đề, con cháu có thể sinh ốm đau, bệnh tật, việc làm ăn kinh doanh lụi bại, vận hạn xấu sẽ đến với họ. Bởi vậy, các gia đình cần lưu ý và xem tuổi cẩn thận để không xảy ra các trường hợp đáng tiếc. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt bốc mộ trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ bốc mộ trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất bốc mộ trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác bốc mộ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt bốc mộ, đầu tiên ta cần loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc bốc mộ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày tốt bốc mộ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ bốc mộ bao gồm những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, tam nương, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, kiếp sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, tứ phê, ngũ mộ, ngày phục và ngày trùng. 2. Ngày hợp bốc mộ, thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, lục hợp và minh phệ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt bốc mộ trong tháng 12 âm lịch. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, ngày 30 Kỷ Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý và 27 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, ngày 24 Quý Dậu, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Dần và 14 Quý Hợi. Ngày 23 Nhâm Thân, đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm những ngày sau, mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu, 28 Đinh Sửu. 9. Ngày Nguyệt Phá là các ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi, 22 Tân Mùi. Mùng 10, ngày Trực Bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 11. Ngày Trực Thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất.
12 ngày kiếp sát là những ngày dần, bao gồm mùng 5 giáp dần, 17 bính dần và 29 mậu dần. 13 ngày tai sát là những ngày mão, bao gồm mùng 6 ất mão, 18 đinh mão và 30 kỷ mão. 14 ngày nguyệt sát là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn, 19 mậu thìn. 15 nguyệt hình là những ngày tuất, bao gồm mùng 1 canh tuất, 13 nhâm tuất và 25 giáp tuất. 16 ngày nguyệt hại là những ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ, 21 canh ngọ. 17 ngày nguyệt yểm, trong tháng 12 ngày nguyệt yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. 18 ngày tứ phế là ngày 15 sắp tí, 19 ngày ngũ mộ là ngày 19 mậu thìn, 20 ngày phục là ngày kỷ, bao gồm mùng 10 kỷ mùi, 20 kỷ tỵ, ngày 30 kỷ mão. 21 ngày trùng là các ngày tỵ hợi, bao gồm mùng 8 đinh tỵ, 20 kỷ tỵ, mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. Đó là 21 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc bốc mộ cho được hanh thông và thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 24 ngày thiên nguyện là ngày 15 giáp tí, trùng với ngày trực bế. 25 ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 canh tuất trùng ngày trực thâu và ngày nguyệt hình nên không dùng. 11 canh thân không trùng ngày xấu nào, ta có thể chọn ngày để cải táng. Ngày 21 canh ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 26 ngày thiên đức hợp là những ngày ất, bao gồm mùng 6 ất mão cũng là ngày tai sát rất xấu, 2 ngày 16 ất sửu trùng ngày nguyệt kiến, 26 ất hợi trùng ngày nguyệt yểm, ta không thể dùng được. 27 ngày nguyệt đức là những ngày canh, trùng ngày thiên đức đã xét ở trên. 28 ngày nguyệt đức hợp là những ngày ất, trùng ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 29 ngày thiên xá là ngày 15 giáp tí, trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 29 ngày lục hợp là những ngày tí, bao gồm mùng 3 nhâm tí, 27 bính tí, trùng ngày thiên địa chuyển sát và ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc. Ngày 15 giáp tí, trùng ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 28 ngày minh phệ đối, bao gồm các ngày mùng 5 giáp dần, 17 bính dần. Tuy trùng với ngày kiếp sát nhưng có ít hung tinh, nhiều cát tinh nên ta có thể chọn làm ngày cải táng được. Ngày 27 bính tí, mùng 3 nhâm tí, hai ngày này trùng với ngày tam nương nên kiêng kỵ mọi việc quan trọng. Mùng 6 ất mão, 18 đinh mão, ngày mão trùng với ngày sát chủ mùa, làm việc gì cũng xấu. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 28 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt bốc mộ trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc bốc mộ, sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt bốc mộ trong tháng 12 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 15 giáp tí kỵ những người tuổi ngọ, hợp người tuổi thân, thìn sửu và những người có thiên can là kỷ. Ngày 11 canh thân kỵ những người tuổi dần, hợp người tuổi tí, thìn tỵ và những người có thiên can là ất. Ngày mùng 5 giáp dần kỵ những người tuổi thân, hợp người tuổi ngọ, tuất hợi và những người có thiên can là kỷ. Ngày 17 bính dần kỵ những người tuổi thân, hợp người tuổi ngọ, tuất hợi và những người có thiên can là tân. Đó là 4 ngày tốt để bốc mộ trong tháng 12 âm lịch và chi tiết từng tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.